Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn đậu bắp của mình các bạn. Thì như tiêu đề là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách mà tỉa những cái nách lá trên cây đậu bắp mà để cho nó phát triển cũng như là nó nuôi trái được tốt hơn nha các bạn ha. Thì lúc sáng thì mình cũng đã là tỉa là một số rồi nha các bạn ha, mà mình bỏ nè, bạn xem cái cây đậu bắp của mình nè, đó. Nó tỉa nó rất là trống trải luôn, cũng như là đã mần cỏ nó sạch sẽ rồi. Đây các bạn, thì đây nè, thì đây là mình có cái một số cây đậu bắp mà là mình chưa có tỉa nè, đó. Thì ở đây nè các bạn, để mình lấy cái lưỡi liềm. Thì nếu như là cái cây đậu bắp của mình mà ăn mà nó còn tới đây phải không, thì mình sẽ tỉa những cái nách lá ở bên dưới nè. Đây các bạn, mình tỉa nó như thế này. Và những cái lá này nè là mình bỏ, là mình không có xài tới. Mà bạn lưu ý ha, khi mà cái cây đậu bắp mình mà cái trái mà nó còn tại đây nè, đó là những cái nách lá ở trên đây nè, là mình sẽ không có tỉa nha các bạn ha. Nếu như là bạn tỉa là nó bị mất sức á, bạn chỉ tỉa những cái nách lá mà nó nằm ở dưới ở đây thôi, nghĩa là ở dưới gốc nè. Mình chỉ tỉa là những cái nách lá ở bên dưới đây thôi. Còn như những cái nhánh phụ như này, bạn nếu mà bạn thích á, thì bạn để, còn không thích thì mình cứ cắt bỏ luôn. Đó, là cái cây như vậy là nó rất là ok rồi. Không, là nó sẽ phát triển nha các bạn ha. Thì hiện tại là cây này là cũng còn được nhiều trái nè. Đây là hai trái nè, ba trái nè. Ở đây thêm cái bông nữa nè. Ở trên đầu thì nó cũng còn bông rất là nhiều luôn ha. Và cái giống của mình đang trồng là cái giống Phương Nam nha các bạn. Thì trước đó mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi. Thì thông thường thì mình trồng á, thì mình nên chọn những cái giống mà ngắn ngày để mình trồng ha. Cái khả năng nó kháng bệnh nó rất là cao. Thì ở đây là mình trồng cái giống Phương Nam, hoặc là mình giống là nông hội nha các bạn, tầm khoảng 45 ngày mình thu hoạch. Còn những mà cái dòng mà bắp tay mà trái trắng á, thì nó sẽ từ 50 ngày cho đến 55 ngày thì nó mới thu hoạch ha. Và những cái loại cây đó thì nó phát triển rất là tốt luôn. Nhưng mà cái khả năng mà nó ra trái như thế này các bạn thì nó rất là kém. Nó được cái mã thôi. Còn những cái cây nè, bạn thấy không? Đó. Ở đây nè, cứ là một nách lá là một trái nha. Nè. Ở đây một nách lá ăn trái nè, nách lá ăn trái nè. Và lên nữa nè, một trái nữa nè. Và tiếp tục đây là cái bông nha bạn ha, trái nè, thấy không? Cứ một nách lá là một trái. Và những cái nách lá mà mình ăn rồi thì mình nên tỉa nó đi. Đó. Và cho nó tốt. Ở đây mình đã tỉa được rất là nhiều nè, thấy không? Các bạn xem qua ha. Và cái khoảng cách trồng của mình đây các bạn, đây nè, mình trồng rất là thưa nha. Ở đây còn rất là cỏ nhiều. Mình chưa có mần kịp, mình đem bao theo mình cắt cỏ nè các bạn. Chưa có mần kịp nữa, mình đang lo cái vụ bí ở bên dưới của mình nữa. Nay thời gian rảnh thì chia sẻ cho bạn về cách tỉa ở trên cây đậu bắp ha, để các bạn có thể có thêm một cái kiến thức về những cái người bạn mà mới trồng ha. Còn những cái người bạn mà trồng lâu rồi thì mình không có chia sẻ ha, các bạn có thể là tham khảo ha. Hiện tại là trời đang mưa nha các bạn ha, mưa nó hơi lâm râm á. Mình xin dừng cái video tại đây ha, tại vì sợ ướt cái điện thoại các bạn. Rồi mình xin được mến chào.